Cách làm chân gà xanh lâm xả tắc ngon. Đầu tiên mình rửa sạch chân gà này, sau đó cho vào một nồi nước sôi, trong đó mình có bỏ xả này, gừng đập dập này, và một chút muối và một chút rượu trắng. Sau khi được chín thì mình sẽ vớt ra và để ráo nước. Mình ngâm ngay vào nước đá lạnh nhé, để cho chân gà được giòn ngon. Sau đó là chúng ta đi chuẩn bị nước ngâm chân gà. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị một chút muối, mình để theo tỷ lệ 100ml nước, 100ml nước mắm, 100ml giấm, 120g đường, và mình nhớ là cho thêm một chút tương ớt đậm đà hơn nhé. Sau khi mình nấu sôi cái hỗn hợp nước này thì chúng ta sẽ tắt bếp và để nguội, là chúng ta sẽ có nước để ngâm chân gà rồi. Đó. Chân gà thì sau khi mà mình vớt ra thì mình ngâm đá lạnh để cho giòn. Mình nước mình đã để nguội rồi thì mình sẽ chuẩn bị quất này. Đó, xả mình thái này, ớt nữa này. Sau đó mình đảo đều và mình cho cái nước sốt đã để nguội vào ngâm. Sau khi mà mình ngâm khoảng tầm độ 2 giờ thì là mình đã có thể là có một cái món chân gà ngâm xả tắc thơm ngon rồi ạ. Vì là ngon và giòn luôn nhé. Mời cả nhà thưởng thức.